nhiều hoạt động chào đón năm mới 2021 sẽ được tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những không gian trải nghiệm thú vị. Một trong những hoạt động được trông đợi nhất trong dịp đầu năm mới 2021 là lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021 do Sở Du lịch chủ trì tổ chức. Lễ hội được tổ chức tại quảng trường Công viên Châu Á, tuyến đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu từ ngày 29 tháng 12 năm 2020 đến ngày 2 tháng 1 năm 2021. Bên cạnh đó, chương trình khai mạc Đà Nẵng chào năm mới 2021 lúc 20 giờ đến 22 giờ ngày 29 tháng 12 với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng hứa hẹn tạo ra không gian âm nhạc sôi động. Các khu điểm, khách sạn trên địa bàn thành phố đều chuẩn bị các chương trình sự kiện để phục vụ người dân địa phương và du khách trong dịp đầu năm mới 2021.